Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cái bộ biến tần mới của mình. Cái bộ biến tần này mình mua ở trên Banggood với giá 900.000 các bạn ạ. Cái hộp của nó thì không có gì nhiều cả. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn coi nha. Đầu tiên thì chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng với các bạn. Một cái tẩu để sử dụng trên ô tô này. Đây là một cái cặp dây để sử dụng với bình ắc quy các bạn ạ. Đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, được bọc xốp rất là cẩn thận nha các bạn. Bạn thấy không? Bọc rất là cẩn thận. Bộ biến tần khá là nhỏ gọn các bạn. Công suất của nó là 6.000W nha các bạn. Cái công suất 6.000W này là cái công suất tối đa, cái công suất kiểu như cái dòng khởi động các bạn. Cái công suất làm việc liên tục của nó thì rơi vào khoảng 500W. Các bạn có thể thấy này, cái thiết kế của sản phẩm rất là đẹp nha các bạn. Rất là nhỏ gọn. Này, nằm gọn trong bàn tay các bạn. Khá là nhẹ các bạn, nó rơi vào khoảng 8 nặng rưỡi. Còn ở trên này thì nhà sản xuất có ghi cái cách sử dụng này, các thiết bị chúng ta có thể sử dụng với cái bộ biến tần này các bạn. Cái đầu vào là từ ô tô này, từ pin này. Đó, chúng ta có thể sử dụng cho laptop, tivi, quạt hay đèn gì đó, rất là nhiều cái thiết bị khác nhau các bạn. Mình cũng rất thích hai cái cổng sạc điện thoại trên cái biến tần này nha các bạn. Hai cổng sạc này là hai cổng sạc nhanh, có cái dòng sạc nó rơi vào khoảng 4,1 ampere các bạn, rất là tuyệt vời. Đây là cái công tắc bật tắt này. Còn đây là cái đầu ra 220V các bạn. Nó có hai phiên bản, một cái phiên bản là ra điện áp 110V và một cái phiên bản ra cái điện áp là 220V. Các bạn sẽ lựa chọn tùy thuộc vào cái khu vực của các bạn nha. Trên máy thì nhà sản xuất có những cái đường rãnh này các bạn, giúp tăng cái diện tích tiếp xúc với không khí, giúp cho cái thiết bị của chúng ta nó tản nhiệt tốt hơn. Có cái điều hơi đáng tiếc thì cái vỏ này làm nhựa các bạn. Cả cái vỏ này đều bằng nhựa hết này. Nếu như cái vỏ hộp được làm bằng kim loại thì cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn. Tuy vậy thì việc chạm chập ra ngoài vỏ thì nó cũng là một yếu tố chúng ta cần cân nhắc. Thôi thì nhựa cũng được, nó an toàn hơn các bạn. Ở mặt này thì chúng ta có hai cái cọc này để kết nối với bình này. Ở đây này chúng ta có một cái quạt làm mát các bạn. Thiết kế rất là đơn giản thôi. Ở clip sau thì mình sẽ mở bên trong ra để cho các bạn coi nó có gì nhá. Ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu cùng các bạn những cái tính năng chính của cái sản phẩm này thôi. Những cái điểm mình yêu thích ở trên cái sản phẩm này. Nếu như mà giới thiệu nhiều quá thì clip nó sẽ dài, các bạn sẽ buồn ngủ mất đúng không? Ở trên cái thiết bị này có rất là nhiều những cái điểm mình thích thú nha các bạn. Nên tính năng bảo vệ của nó rất là nhiều. Ví dụ như là bảo vệ chống nắp ngược pin này. Các bạn có thể cắm nhầm âm dương vào đây không sao cả, lát mình sẽ thử cho các bạn coi này. Bảo vệ điện áp thấp này, bảo vệ điện áp cao này, bảo vệ quá dòng này, chống đoạn mạch này, chống quá nhiệt này, chống quá tải này, và có cả một cái cầu chì trong này nữa các bạn. Nói chung là rất nhiều những tính năng bảo vệ rất là tuyệt vời các bạn. Giá rất là rẻ mà rất nhiều những tính năng bảo vệ rất an toàn. Các bạn có thể thấy cái lớp nhựa này được hoàn thiện cũng rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với cái bình ắc quy cho các bạn coi cái màn hình giao diện của cái sản phẩm này nhá. Cho hai cái cọc này vào. Mình vừa kết nối với cái bình ắc quy này, các bạn nên sử dụng cái bình ắc quy có dung lượng lớn một chút nha. Cái bình 6Ah của mình này nó vẫn hơi bé các bạn. Bây giờ mình sẽ bật thử nha. Ồ, nó báo lỗi các bạn ạ. Đây là cái thông báo lỗi này, loát này. Để mình kiểm tra lại. Có khả năng là cái bình này lâu ngày mình không dùng hết điện rồi. Mình đo thử cái bình xem nào. Đúng rồi các bạn, cái bình của mình hết điện rồi nên là nó không chạy được, nó báo luôn. Do cái ắc quy của mình nó bị hỏng, bởi vậy thì mình chưa thể gửi tới các bạn cái bài test cái sản phẩm này được. Thì bây giờ mình sẽ mở bên trong cái sản phẩm này ra để cho các bạn coi có gì ở bên trong cái bộ biến tần này nha. Các bạn chờ một lát. Đây. Đây rồi. Đây là bên trong cái sản phẩm của chúng ta các bạn ạ. Để mình quay gần cho bạn coi nha. Đầu tiên phải thấy là cái dây điện này rất là lớn như các bạn. Cái dây này chắc là cỡ khoảng 4AWG thì đó, rất là lớn. Nào, mấy con này là mấy con gì đây? Mình tô vào cho nhìn nó rõ.
Đây là các bạn, IZFB3206. Đó là cái con mốt phép gì đó các bạn ạ. Được tản nhiệt bằng mấy cái tấm nhôm này. Chung là chất lượng hoàn thiện cũng rất là ok các bạn. Giá nó không phải quá cao. Các bạn thấy mạch làm rất là sắc nét. Rất là ngon các bạn. Có con IC đây này, con IC này xem này. Con IC này là KA7500 các bạn. Đây là cái biến áp của nó này, biến áp 12V là 220V này. PQ3230. Đây này, các bạn này. Đó. Nói chung là trên cái bo mạch này thì linh kiện cũng khá là ok nha các bạn. Đây là cái mạch đằng sau. Các bạn có thể thấy không? Cái mạch đằng sau làm cũng rất là ngon nha. Rất là hàn nhưng rất là sắc sảo các bạn. Hầu hết ở trên cái bo mạch này thì đều là linh kiện dán đấy các bạn. Chỉ có những cái con tụ huyết này này thì nó mới là những cái linh kiện hàn thôi. Đây là cái mặt đồng hồ các bạn. Rất là ngon nha. Đấy, các bạn thấy không? Mạch đồng hồ nó xịn như thế này cơ mà. Rất tiếc là hôm nay thì mình chưa có được cái ắc quy tốt để test thử cho các bạn. Thôi thì chúng ta lại gặp nhau ở cái clip tiếp theo vậy. Hôm nay các bạn có thể nhìn thấy với mức giá này thì cái bộ đổi nguồn này rất là hợp lý các bạn. Xài trong gia đình rất là ok rồi. Có một cái điều các bạn cần lưu ý là cái bộ biến tần này này, nó sử dụng cái sim mô phỏng các bạn. Cái sim mô phỏng thì các bạn sẽ không thể sử dụng với các thiết bị tiêu thụ tải nó sử dụng cuộn cảm, ví dụ như quạt chẳng hạn các bạn. Nó sẽ rất là kêu. Clip sau nếu mà kiếm được các quy mình sẽ thử cho bạn coi nha. Các bạn có thể sử dụng các cái thiết bị thắp sáng hoặc những cái thiết bị mà không sử dụng cảm nó thì rất là ok. Giá của nó rất là rẻ rồi, lát mình sẽ để link mua cái sản phẩm cùng cái mã giảm giá ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.